Sách Thi Thiên chương 22. Cầu xin Chúa giải cứu khỏi sự khốn khổ và thù địch. Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao Ngài từ bỏ con? Sao Ngài đứng xa không giúp đỡ con và chẳng nghe lời rên xiết của con? Đức Chúa Trời của con ơi, ban ngày con kêu cầu nhưng Chúa không đáp lại, ban đêm cũng vậy, nhưng con nào được yên nghỉ đâu? Còn Chúa là Thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Israel. Tổ phụ chúng con nhờ cậy nơi Chúa, họ nhờ cậy Ngài và được giải cứu. Họ kêu cầu với Chúa và được giải thoát, họ nhờ cậy Ngài và không bị hổ thẹn. Nhưng con là một con sâu chứ không phải con người, bị loài người sỉ nhục, bị thiên hạ khinh khi. Mọi người thấy con đều nhạo cười, trề môi lắc đầu mà nói: Nó phó thác mình cho Đức Giê-hô-va, hãy để Ngài giải cứu nó, vì Ngài hài lòng về nó, hãy để Ngài giải thoát nó. Phải, chính Chúa đem con ra khỏi lòng mẹ, khiến con tin cậy khi nằm trên ngực của mẹ con. Từ trong tử cung, con đã được giao cho Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời của con từ khi con mới lọt lòng. Xin đừng xa cách con vì sự gian truân gần kề và không có ai cứu giúp. Có nhiều bò đực vây quanh con, những bò đực mập mạnh của Ba Sang vây phủ con. Chúng há miệng ra, chực vồ nuốt con, khác nào sư tử đang xé mồi và gầm thét. Con bị đổ ra như nước, xương cốt con đều rã rời. Trái tim con như sáp tan chảy trong mình con. Sức lực con khô như miếng gốm và lưỡi con dính nơi cổ họng. Chúa đặt con nằm trong bụi tro của sự chết. Vì những con chó vây quanh con, một lũ hung ác vây phủ con. Chúng đâm thủng tay và chân con. Con có thể đếm hết xương cốt của con. Chúng không ngớt nhìn chòng chọc vào con. Chúng chia nhau áo sống của con, bắt thăm để lấy áo choàng của con. Đức Giê-hô-va ơi, xin đừng xa cách con. Lạy Chúa quyền năng của con, xin mau mau đến giúp đỡ con. Xin giải cứu linh hồn con khỏi gươm và mạng sống con khỏi loài chó. Chúa đã nhậm lời con, cứu con khỏi mồm sư tử và các sừng trâu rừng. Con sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em con và ngợi ca Chúa giữa hội chúng. Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi tất cả con cháu Gia-cốp, hãy tôn kính Ngài. Hỡi tất cả dòng dõi Israel, hãy kính sợ Ngài. Vì Ngài không khinh bỉ hay ghê tởm cảnh hoạn nạn của kẻ nghèo khổ, cũng không giấu mặt Ngài với người ấy, nhưng lắng nghe tiếng kêu cứu của người. Sự ca ngợi của con ở giữa hội lớn phát xuất từ Chúa. Con sẽ trả xong sự hứa nguyện của con trước mặt những người kính sợ Ngài. Người nhu mì sẽ ăn và được no nê. Những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va sẽ ca ngợi Ngài. Nguyện người có lòng nhu mì được sống muôn đời. Khắp cả trái đất sẽ nhớ và trở về cùng Đức Giê-hô-va. Họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. Vì vương quyền thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Tất cả người giàu trên thế gian sẽ ăn uống và thờ phượng. Mọi kẻ trở về bụi đất và những người không thể bảo tồn mạng sống mình đều sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài. Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài. Người ta sẽ rao truyền danh Chúa cho hậu thế. Dòng dõi ấy sẽ công bố đức công chính của Ngài, thuật lại cho thế hệ mai sau rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy. Sách Ma-thi-ơ chương 22. Ẩn dụ về tiệc cưới. Đức Chúa Giê-xu lại dùng ẩn dụ phán với họ: Vương quốc thiên đàng giống như một vị vua kia tổ chức tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người được mời đến dự tiệc cưới, nhưng họ không đến. Vua lại sai những đầy tớ khác và dặn rằng: Hãy nói với những người được mời rằng: Kìa, thức ăn đã chuẩn bị xong, bò và các thú béo đã làm thịt rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, hãy đến dự tiệc cưới. Nhưng họ chẳng quan tâm gì đến lời mời, cứ bỏ đi. Người đi ra ruộng, kẻ đi buôn bán, còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua đối xử thậm tệ rồi giết đi. Vua nổi giận, sai binh lính tiêu diệt những kẻ giết người đó và đốt thành của họ.
Sau đó, vua nói với các đầy tớ: tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những người được mời chẳng ai xứng đáng dự. Vì vậy, hãy đi ra các đường chính, hễ gặp bất cứ ai, hãy mời đến dự tiệc cưới. Các đệ tớ đi khắp các ngã đường, tập hợp tất cả những người nào họ gặp, không phân biệt xấu, tốt. Vì vậy, phòng tiệc đầy khách mời. Nhưng khi vua vào xem khách dự tiệc, thấy một người không mặc trang phục tiệc cưới, thì nói với người ấy rằng: này bạn, làm cách nào bạn không mặc trang phục tiệc cưới mà lại vào đây được? Người ấy lặng thinh. Vua truyền cho các đầy tớ: hãy trói tay chân nó lại và ném ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Vì nhiều người sẽ được gọi, nhưng ít người được chọn. Vấn đề nộp thuế cho Caesar. Bấy giờ những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu để gài bẫy Đức Chúa Giê-xu trong lời nói. Họ sai các môn đồ mình cùng những người thuộc phe Herod đến thưa với Đức Chúa Giê-xu rằng: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân chính và dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực, không vì nể ai, vì Thầy không nhìn bề ngoài của người ta. Vậy, xin Thầy cho chúng tôi biết ý kiến, việc nộp thuế cho Caesar có đúng luật hay không? Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ác ý của họ nên đáp rằng: hỡi những kẻ đạo đức giả, tại sao các ngươi thử ta? Hãy cho ta xem một đồng tiền nộp thuế. Họ đem cho Ngài một denier. Ngài hỏi: hình và hiệu này của ai? Họ trả lời: của Caesar. Ngài phán: vậy hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Khi nghe lời ấy, họ ngạc nhiên và bỏ Ngài mà đi. Thắc mắc về sự sống lại. Cùng ngày đó, những người Sa-đu-xê là nhóm người cho rằng không có sự sống lại đến với Ngài và hỏi: thưa Thầy, Mô-sê có nói, nếu một người chết mà không có con, thì người em phải lấy vợ quá của anh để có con nối dõi cho anh mình. Bây giờ, trong chúng tôi có 7 anh em, người anh cả lấy vợ rồi chết, nhưng vì không có con nên để lại vợ cho em. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ 7 cũng vậy. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong 7 người? Vì tất cả đều đã lấy nàng. Đức Chúa Giê-xu đáp: các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì lúc sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy. Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc lời của Đức Chúa Trời phán: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp hay sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Khi dân chúng nghe lời này, họ rất kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài. Điều răn quan trọng nhất. Khi nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã khiến cho nhóm Sa-đu-xê phải im miệng, thì những người Pha-ri-si họp nhau lại. Một luật gia trong nhóm nêu câu hỏi để thử Ngài: thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất? Đức Chúa Giê-xu đáp: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. Đấng Christ và vua David. Trong lúc những người Pha-ri-si tụ họp lại, thì Đức Chúa Giê-xu hỏi họ rằng: các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Christ? Ngài là con ai? Họ đáp: con vua David. Ngài hỏi: như vậy, làm thế nào vua David lúc được Thánh Linh cảm thúc lại gọi Ngài là Chúa và nói rằng: Chúa phán với Chúa tôi, hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta đặt kẻ thù nghịch con dưới chân con? Nếu vua David gọi Ngài là Chúa thì làm sao Ngài là con vua ấy được? Không ai có thể đáp được một lời, và cũng từ ngày ấy, không ai dám hỏi Ngài điều gì nữa. Sách Ê-sai chương 1. Vào thời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, nhận khải tượng về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Lời của trách dân tộc phản loạn.
Hỡi các tầng trời hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai. Vì Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái, cho chúng lớn khôn, nhưng chúng phản loạn cùng ta. Bò còn biết chủ mình, lừa còn biết máng cỏ của chủ, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Khốn cho các quốc gia tội lỗi, dân tộc phạm tội nặng nề, dòng dõi làm ác, con cái đồi bại kia. Chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh bỉ đấng thánh của Israel, trở nên xa lạ và quay lưng đi. Sao các ngươi cứ tiếp tục nổi loạn để bị trừng phạt nữa? Cả đầu đều bị thương tích, lòng dạ đều tan nát. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, không chỗ nào lành. Những thương tích, vết sưng bầm và những vết thương mới chưa được rịch lại, chưa được băng bó, cũng chưa được xoa dầu cho êm. Xứ sở các ngươi bị hoang tàn, thành trì các ngươi bị thiêu hủy, đất đai các ngươi bị ngoại bang thôn tính ngay trước mặt các ngươi, khiến nó hoang tàn khi bị ngoại bang đạp đổ. Con gái Si-ôn bị bỏ lại như túp lều trong vườn nho, như chòi canh trong ruộng dưa, như thành bị bao vây. Nếu Đức Giê-hô-va vạn quân không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót, thì chúng ta giống như thành Sodom và giống như thành Gô-mô-rơ rồi. Hỡi các thủ lĩnh Sodom, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Hỡi dân cư Gô-mô-rơ, hãy lắng tai nghe luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán: Vô số sinh tế của các ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với ta. Ta đã chán các tế lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của súc vật mọc. Ta chẳng hài lòng về máu của bò đực hoặc chiên con và dê đực. Khi các ngươi đến trước mặt ta, ai đòi hỏi điều này từ tay các ngươi, để các ngươi dày đạp hành lang ta? Đừng tiếp tục dâng tế lễ chay vô ích đến nữa. Ta ghê tởm trầm hương, lễ hội trăng mới, ngày Sa-bát và các cuộc nhóm họp khác. Ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể. Ta chán ghét các lễ hội trăng mới và những lễ hội định kỳ của các ngươi. Các lễ hội ấy trở nên gánh nặng cho ta, ta mệt mỏi mà mang chúng. Vì thế, khi các ngươi đưa tay lên, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Cho dù các ngươi có cầu nguyện nhiều, ta cũng chẳng nghe, vì tay các ngươi đẫm máu. Hãy rửa cho sạch, hãy thanh tẩy chính mình, hãy loại bỏ những việc ác khỏi mắt ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm công lý, giúp đỡ người bị áp bức, xét xử công minh cho kẻ mồ côi, bên vực lý lẽ cho người quá bụa. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau. Dù tội các ngươi đỏ như son, sẽ trở nên trắng như tuyết. Dù đỏ thấm như vải điều, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, thì sẽ được ăn sản vật tốt lành của đất. Nhưng nếu các ngươi khước từ và nổi loạn, các ngươi sẽ bị hủy diệt bởi gươm. Vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán: Thành phố suy đồi. Ôi, một thành trung nghĩa đã trở nên gái điếm. Nó vốn công lý và là nơi công chính ngự trị, nhưng nay đầy những kẻ giết người. Bạc của ngươi biến thành cặn bã, rượu nho của ngươi bị pha loãng với nước. Cấp lãnh đạo của ngươi là những kẻ nổi loạn, liên kết với những kẻ trộm cướp. Tất cả bọn họ đều thích ăn hối lộ và chạy theo quà cáp. Họ không xét xử công minh cho kẻ mồ côi, cũng chẳng đếm xỉa gì đến vụ kiện của người quá bụa. Vì thế, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng quyền năng của Israel phán: Này, ta sẽ thỏa dạ về sự trừng phạt kẻ đối địch ta và báo trả những kẻ thù của ta. Ta sẽ ra tay chống lại ngươi, luyện cho ngươi sạch hết cấu cặn như luyện kim và loại bỏ những tạp chất khỏi ngươi. Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như trước và các cố vấn như thuở ban đầu. Sau đó, ngươi sẽ được gọi là thành phố công chính, là thành trung nghĩa. Si-ôn sẽ được chuộc bởi công lý và dân trong thành ăn năn sẽ được chuộc bởi sự công chính. Nhưng những kẻ phản loạn và có tội sẽ cùng bị đập tan, còn những kẻ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong. Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì cây cối mà mình ưa thích và xấu hổ vì các khu vườn mà mình đã chọn. Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không có nước.
Người mạnh sẽ như sợi gai thô, việc làm của nó như tia lửa, cả hai sẽ cùng nhau cháy, chẳng ai dập tắt được. Sách Esai chương 2. Lời tiên tri về Juda và Jerusalem. Núi của Đức Giê-hô-va. Đây là điều mà Esai, con trai Amos, đã thấy về Juda và Jerusalem. Trong những ngày cuối cùng, núi của đền thờ Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi, vượt cao hơn các đồi. Mọi quốc gia sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, đến đền thờ Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, và lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ phán xét giữa các quốc gia và phân xử cho nhiều dân tộc. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này không còn vung gươm đánh nước kia, họ cũng không còn tập luyện chinh chiến nữa. Sự phán xét rõ rệt dành cho kẻ kiêu căng. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Đức Giê-hô-va. Thật, Chúa đã từ bỏ dân Ngài là nhà Gia-cốp, vì họ đầy dẫy thói tục phương Đông và bói toán như người Philistin. Họ lại bắt tay với con cái dân ngoại. Đất nước họ đầy bạc vàng và châu báu nhiều vô kể. Đất nước họ đầy dẫy ngựa chiến và vô số chiến xa. Đất nước họ đầy dẫy những tượng thần, họ thờ lạy vật cho tay mình làm ra, là vật ngón tay họ tạo nên. Như thế, loài người bị khuất phục, con người bị hạ xuống. Vậy xin Chúa đừng tha thứ cho họ. Hãy vào trong tảng đá, ẩn mình trong bụi đất, để tránh khỏi sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va và tránh khỏi sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Con mắt kiêu căng của loài người sẽ bị hạ xuống, sự ngạo mạn của con người sẽ bị khuất phục. Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao, vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã định một ngày chống lại mọi kẻ kiêu căng, ngạo mạn và tự cao. Chúng sẽ bị hạ xuống. Ngài cũng chống lại mọi cây bá hương của Liban, ngạo nghễ, vương cao, và mọi cây sòi của Ba-san, cùng tất cả các núi cao và mọi đồi cả. Cũng chống lại mọi tháp cao, mọi tường thành kiên cố, mọi tàu bè của Tarishi và tất cả tàu thuyền sang trọng. Tính kiêu căng của loài người sẽ bị khuất phục, và sự ngạo mạn của con người sẽ bị hạ xuống. Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao. Bấy giờ, các tượng thần đều sẽ biến mất hoàn toàn. Người ta sẽ chui vào các hang đá và trong các hầm dưới đất, để tránh sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động. Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột, cho dơi những tượng thần bằng bạc, bằng vàng mà họ đã làm ra để thờ lạy. Họ sẽ chui vào các hang đá và khe đá treo leo, để tránh khỏi sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động. Đừng trông cậy nơi con người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ có đáng giá gì đâu.